order nguyên một thùng crawfish. Ủa sao đậy lại hết rồi? Cho nó Tôi khỏi nó bò bò hả? lên á. Brownie. Mới order thùng crawfish 20 thau. Không biết loại size nào nhưng mà cái này mình nó muốn lấy size nhỏ nhất, lấy nhỏ size đó. Nhỏ để không có càng nhiều, càng càng nhiều thì sao lại nặng sao ký mà không ăn được cái cái này nó càng. chắc lắm. Mà Giờ nó mới vào không còn bò, tôi rối rối kìa. Đang rửa. Brownie, vô tắm nha. Có cho luôn sẵn cái bột nêm nữa nè. Cái muối á. Cái muối của con phết nè. Còn hai này là hai bịch đá để giữ lạnh. Nhiều khi trên đây nước nổi hay là có phỏng có gì thì lấy ra chườm tươi rồi rối. Mấy đứa nhỏ nhà này ưa con phết lắm. Một hồi lát nữa mình nấu, mình luộc lên. Có cái sân rộng tha hồ mà bày. Ôi giời, 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 thêm một cậu quậy nữa. Đó. Hồi lát nó ra nó kẹp cho mày bây giờ đó. Con co phết nó kẹp cho cái lỗ tai bây giờ. Brownie. Nó cắn đi đó. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Trời nó đâu có sợ đâu. 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 Ra sân rửa xong cái lấy nước đó, túi cây. Mà nhiều nước lắm. Nhiều rửa nhiều lần lắm, mấy con này nó dơ. Nuôi trong hồ nữa. Rửa đi. Rửa tới mấy nước luôn ha. Cũng còn nhúc nhích lôi ngồi nữa. Sống hết chứ. Hay lắm. Mua thùng 50 thau, cái về tự nhiên mở thùng ra thấy nó nằm im ru. Thấy nằm im ru tưởng chết, cái mình viết cái mình viết cái ấy comment nói nó sao chết hết. Cái xong nó lật đật nó gửi cho cái thùng khác. Mà đến lúc mà đem ra rửa tự nhiên nó lòi ngồi nó bò hết trơn rồi, rốt cuộc mấy người đó lại lời 50 phao không nữa làm gì thôi. Ai chứ trong tiệm thì cái đó là cũng chỉ là vô tình thôi, người đó cũng không biết. Người đó không biết, cứ thấy nó nằm im ru và rù chứ đâu biết đâu. Thì mới viết, mới quay vô complain nó, cái nó lật đật nó gửi cho thùng khác. Thì quay lại thì thấy nó lò ngò nó bò nè, rồi. Đổ đi nè. Thì người ta đã lỡ rồi, người ta làm ăn uy tín mà người ta lỡ, người ta gửi cái thùng khác đi rồi, biết không? Trong thùng nhìn nó cứ như chết rồi á. Nằm im ru và rù trong thùng vậy. Ra cái là lôi nhôi quá trời quá đó. Rồi, sạch sẽ. Chuẩn bị lên mâm. Cái đám cải của mình nè. Ơi, nó làm thành cái nó nằm rạp hết trơn nè. Đó. Thủ phạm là cái anh chó. Cái cậu chó đâu rồi, cái cậu chó của tôi đâu rồi? Nó mơn mởn xanh quá mà ảnh lên ảnh ảnh nằm như giường của ảnh vậy. Đây nè, đồ chơi mới nữa nè, trời ơi. Đó, thủ phạm. Trời ơi, có nằm nó lăn kìa. Đó, thủ phạm kìa. Trời ơi là trời. Can I get a man now? Trời ơi, bây giờ là... đó. Trời, coi như tiêu rồi, cái đám rau này rồi. The messiest dog
Rồi, 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 cô cái mặt coi. Đưa cái mặt nó coi, thôi, thôi, ẩm nó ra chỗ khác, ẩm nó ra chỗ khác con. Ừ, thêm cái đám kinh giới này cũng vậy nè. Đó, nhìn xanh giống như bãi cỏ không? Ôi, ôi, cái nó lên kìa. Nó nằm, nó trường ra. Trời ơi. Cho cái nữa. Oh, wait, it is open, it is open. Cho nửa bịch vô trước đi, cho nửa bịch muối vô trước đi. Wait, this is open. Tại vì mà xong rồi đếm. Nếm nếm cái nước đi, nếm cái nước cái đã. Bỏ bắp, bỏ cần vô cho nó thơm. Ừ. Còn táo nữa. Ừ. Chưa bỏ vô mà. Bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô, bỏ chờ cho nó sôi. Ừ. Thì bỏ vô cho nó sôi luôn đi. Cái đó là mình làm cho nó rụt nước rồi cho nó thơm cái co phết mà. Cam nữa đưa đây, đưa đây, đưa cam nữa đưa đây. Like we put it in so it get out the flavor. Yo. Nó sôi lên để cho nó cái mùi nó thơm. Chờ cho nó bubble hơi xíu rồi. Ok. Rồi sôi cái này cho xong. Vô. Sôi cái này xong mới cho cái trời cho phết vô. Đổ đại đi con. Vậy cho nó đẹp oh my god, để chụp hình. Trời ơi, đổ vô hết chụp hình sao được. Lắm mày còn trời đổ cho phết vô nữa mà. Con gái nó còn điệu nghệ hơn mình nữa. Nè 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 nè. Mày không bỏ nữa nữa thôi. Còn mình nữa bỏ cho phết vô bỏ còn nữa để trên. Nhiều cam quá vậy. Bỏ hết luôn hả? Nó thơm. It's okay. Nó sợ cái chậu rồi nó ra đó cầu cứu hả? Nó mùi thơm quá mấy Nhân. Mùi thơm quá. Trời lấy cái đồ. Lấy kia còn lẻ cái này nó không. Môi múc mình múc mình. Cái mùi thơm quá. Cái mùi nước luộc co phết thơm quá. Ew. They look kind of scary. Mô. Rồi nhập tiệc crawfish. Nè muối tiêu chanh ớt. Luộc xong rồi còn nóng mà chưa ai ăn hết. Đậy lại. Cho nó nóng rồi bắt đầu xuống ăn. Đó, kêu tụi nó xuống ăn đi con. Okay, guys. Every time Vân come down. Để xuống ăn. Để bằng tay ăn crawfish. Nó hôi. We don't have one. Snow crab or king crab? Chắc lắm nha. Yeah, phải chắc lắm nha. Out lắm á. Cake luôn nè nè, thấy không? Như, say hello. Oh, wait, my hair isn't done. Anh mới nói vậy. How do I look? Selfie. Ừ. Ăn cái bắp nó ngon hả? Dạ. Ừ. Nhiều luộc bắp ăn rồi. Nhiều thống nhiều thấm cho bắp. Ăn cái tôm chi tự chi ăn. Ngon ăn nè. She's recording. Yeah. Con này nó thích ăn tôm không ta? Nó biết ăn tôm không? Cuối tuần vui vẻ mọi người. Yay. Cuối tuần vui vẻ. Như cười. Cười. Đang cười người ta quay. Nè 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 nè. Ngon không? Ngon không? Nè. Mẹ mua lâu quá nè. Không, đúng không? Không ngon mà không cạp cả, không cạp. Trời ơi. Tại mua phải ăn. Tự nhiên ăn hỏi ăn ngon không ngon lấy vậy. Ăn chi. Dung dương. Tại mua rồi nguyên, phải ăn chứ. Nguyên cái thùng vỏ rác của ổng ở trên đây nè. Vỏ vậy tôm này là tôm vô tích sự. Tôm bởi vậy đặt nó là tôm vô tích sự. Đầu to đít teo. Đầu thì bự mà ăn không được. Mai mốt không lý mua đít không hả? Ghém bữa nào đem cái máy xây mình plan nó đi rồi mình húp nó nha. Con bỏ vô miệng con nhai cũng vậy mà. No. Drink it. That is the same lemon. Yes, see English? Lemon. No, I understood. Like Patrick. So why waste time to peel it and eat it? Put everything in the blender. And blend it, and we just suck it up and
Save time, man. Yeah, yep. With everything, yeah. With the shell on head? Mm-hmm.